Giới thiệu đây là dàn mini model là Kenwood SH3. Bây giờ em cho đĩa vào nha. Chức năng chính của dàn này là CD hoạt động ok, cassette cũng hoạt động ok luôn. Em mà đi lõi phía sau dàn hỗ trợ ngõ AUX 2 đầu AVR 3.5. Mình dùng ngõ này để kết nối với điện thoại, TV, máy tính. Hỗ trợ ngõ sub out, mình kết nối sub điện rời, tăng thêm dễ âm trầm. Trên dàn này có chữ sound nè, mình có thể chỉnh được chế độ nhạc X-Bass để mình tăng độ bass, mình nghe nhạc trẻ, nhạc remix, và chế độ loud net để mình nghe nhạc vàng và những bài hát cần chế độ loud net để tăng âm trầm. Chiều cao của loa là 24 cm, chiều ngang cả bộ dàn là 45 cm. Dàn này sử dụng tốt cho phòng 20 đến 25 m² nha. Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật chạy điện 100V, nên các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua cục đổi nguồn kèm chung dàn thì liên hệ em, hoặc ở nhà mình có ổn áp, mình có thể lấy nguồn điện 100V ra sử dụng. Trước tiên em sẽ test nhạc qua cassette cho mình tham khảo nha. Cassette hoạt động rất tốt, ở đây nó có chữ tab nè, mình nhắn mũi tên vào thì nó đẩy cái cassette ra đây. Cassette hoạt động ok. Mình nghe lại một lần nữa nha. Bây giờ em sẽ lấy tab, tức là lấy băng cassette ra. Tiếp theo mình sẽ nghe nhạc qua chức năng đĩa CD nha. Cuối cùng em sẽ test chức năng AUX cái nó điện thoại cho mình tham khảo. Mình nghe bài số 2 qua tiếng hát của ca sĩ Đa Nguyên. Hiện tại em đang chỉnh chế độ loud net. Để chi mình nghe nhạc vàng, mình chọn loud net. Một ngày không có em là lòng anh tan nát. Cả trời mây u ám, thời gian vẫn âm thầm hằn tên bia đá xanh. Một ngày không có em là lòng anh sẽ thắt. Cả ngàn cây im tiếng chiều ban khóc môi tình. Đường mây lôi gió ai người hay, tình yêu chấp cánh ra biển khơi. Trời cao mang mát xanh nhìn đời, bụi hồng lầm gòn kiếm thương vay. Mưa không lạnh mà sao hồn băng giá. Bên em xếp hàng toàn quốc và bưu điện, các anh nhận hàng tại nhà. Các nào mua bộ dàn này thì cộng giúp em 300.000. Số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ, và khi các anh nhận hàng thì thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Tức là bên em bán hàng không bao ship. Ngoài trời mưa rất to nên sẽ ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh, các anh vui lòng thông cảm. Tiếp theo em sẽ test nhạc qua chức năng điện thoại cho mình tham khảo. Em sẽ test bài hát của Phương Anh. Mình nghe điện thoại thì ở đây có chữ AUX, mình nhắn vào nha. AUX, mình mở lớn volume lên và nhắn like trên điện thoại. Là 55W. Ngõ sức kết nối sức điện rời, tăng dễ âm trầm của AUX kết nối điện thoại, TV, máy tính. FM tần số là 90 MHz. Bây giờ
giờ em xin kết thúc clip test. Các nào mua hàng thì cứ liên hệ.